Lần đầu tiên ăn thử Jollibee của Philippines. Đông chưa? Wow. Ở Philippines Jollibee đông lắm. Đông không? À. Sau khi ăn Junilibi đã không? Vô siêu thị. Wow, rộng quá không? Wow. Rất bé. Wow. So big. Giờ đi mua snack gì à? Tối ăn với lại ngày mai. Đây là một trong những siêu thị lớn nhất của Boho nha, ở Philippines. Cái gì? Bắp hả? Đủ các loại bắp luôn. Còn đây là quầy seafood nè, chicken nè, beef pork rồi đủ rồi, thịt nè, thịt hoa quả nha. Wow, thơm quá hả? Wow, tôm. Wow, tôm nè. Một bên đây là cái gì vậy? Rong biển hả? Một bên đây là cá gì thế? Kìa hết rồi. Wow, nhiều lắm nha, tức chung. Còn đây là quầy thịt nha. Wow, đồng rớt rồi. Đủ các loại thịt gà, thịt heo, đây thịt bò, đây đồ khô nè, nó cá luôn, đồ khô hợp vệ sinh không? Bánh rau hủ đàng hoàng. Tiếp kêu là legume. Đây là rau củ quả nha, xếp đẹp không? Xếp xéo vậy đó, Việt Nam mình có ăn cả đống luôn. Và đây legume. Đây là toàn bộ số đồ mua siêu thị nha. Một bị ngô, hai bị ngô, một bị oxy, hai bị oxy, một chai nước, một hộp sữa soya, hai hộp sữa soya. Hết. Ở đây cha sử dụng cạp visit, đủ các loại cạp nhưng mà phải có chứng minh nhân dân hoặc là ID để tìm mới cạp. Đây là cảnh người ta đang chờ rút tiền ATM nha. Wow, đông quá. Sao mà ăn gì? Nhà hả? Mua nhà luôn hả? Tụi đi ra đâu? Wow, đông quá trời luôn. Xin chào mọi người nha. Hiện tại chúng tôi đang ở một cái mall lớn nhất của Boho, đó là Island Mall. Không biết bao nhiêu quầy tính tiền luôn. Trên 50 quầy tính tiền. Ai cũng nhìn hết chứ tôi đang quay phim. Đây là quầy bán sữa nha. Còn đấy, em đây là em bán nhà nha, em bán bất động sản. Ở đây đang bán xe hơi trong này luôn kìa. Suzuki Vitara Made in Europe. Chứ là các quầy thức ăn. Đây là chỗ đổ xe nha. Không cần phải các người giữ xe cũng không cần phí xe luôn. Cứ tới đợi đó đi về thôi. Không biết có mất xe hay không. Đây, may quá, còn yên nguyên. Không ai lấy hết. Nhiều lắm nha. Bên phía kia nữa. Vì một cái mồn to đấy. Ngon không? Hả? Miếng này ngon không, xe đi? Ui. Hôm nay ăn ướng quá, không ăn đâu. Rồi, về nhà.